Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên channel của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Bokugo trong My Hero Academia nhé. Bokugo là một thiếu niên có chiều cao trung bình, tóc nhọn màu vàng cho, cùng đôi mắt màu đỏ cực kỳ sắc bén. Trang phục anh hùng của cậu gồm một chiếc áo tank top màu đen có viền chữ X màu cam. Trang phục của cậu cũng có thêm một chiếc vòng cổ màu kim loại có 3 lỗ trên mỗi bên. Phần tay áo thì kéo dài từ phần bắp tay cho tới hết phần bao tay hình viên lựu đạn lớn. Bokugo rất thô lỗ, bạo lực, ngạo mạn và hung hãn. Tính cách cậu rất giống với những tên giang hồ. Cậu có khuynh hướng trở thành một nhân vật phản diện nhưng chưa đến mức trở thành tội phạm. Với cái tính cách nóng như kem của mình thì Bokugo cậu luôn có vẻ thể hiện và coi thường người khác. Thời điểm non trẻ, cậu rất hay nói lời cay độc với người mà cậu cho rằng dưới tầm của mình. Bản chất hung dữ và hiếu chiến, Bokugo lại mỉm cười giữa những trận chiến, thể hiện qua phong cách chiến đấu. Tấn công không thương tiếc, mặc kệ xung quanh, hủy diệt mục tiêu bằng sức mạnh của bản thân. Cậu thực ra rất giỏi trong chiến đấu, sử dụng cô xê của mình theo nhiều cách khác nhau. Ngoài tấn công, cậu cũng rất thông minh, có thể lập kế hoạch chiến đấu và đạt điểm khá cao trong lớp, đến độ nhiều người coi cậu là tài năng bẩm sinh. Sở hữu năng lực bộc phá cho phép cậu tiết ra mồ hôi từ lòng bàn tay và kích nổ nó theo ý muốn. Mồ hôi càng nhiều, vụ nổ càng lớn. Ngoài ra, cậu có thể sử dụng những vụ nổ nhỏ hơn để giúp bản thân di chuyển trên không trung. Ok, và đó là một số thông tin về Bokugo nhé. Các bạn cũng có thể xem anime để biết thêm về nhân vật này nha. Giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Was it the fire burning in me? All I
Như mọi khi, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào, có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Nếu còn thời gian thì các bạn cũng có thể xem các video tương tự của mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.